Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm qua không khí lạnh tràn về đã tác động đến thời tiết ở miền Bắc, gây mưa dông nhiều nơi trên khu vực. Trong ngày hôm nay, mưa tiếp tục xảy ra, vùng mưa nhiều tập trung ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm trong vòng 24 giờ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang hay là Thái Nguyên. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay trên toàn Bắc Bộ chỉ dao động từ 29 đến 31 độ. Trời mát mẻ. Tối và đêm nay, mức nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 đến 26 độ, vùng núi cao trời se lạnh với nhiệt độ 20 tới 22 độ. Nằm trong xu thế chung của thời tiết khu vực, thủ đô Hà Nội mưa cũng xảy ra từ đêm qua cho tới sáng nay. Trưa chiều trời tạnh ráo hơn nên mức nhiệt cao nhất ngày 30 đến 31 độ. Đến tối và đêm, khả năng mưa sẽ lại xuất hiện trở lại. Do đó, những hoạt động vui chơi đón Trung thu trong tối nay có thể bị gián đoạn. Nhiệt độ đêm về sáng mát mẻ với mức nhiệt là 25 tới 26 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, hôm nay dải mây dông phía Bắc cũng sẽ di chuyển xuống nên khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, trời chủ đạo là nhiều mây. Nhiệt độ tại đây sẽ không cao, chỉ dao động từ 30 đến 32 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, trưa chiều trời có nắng với mức nhiệt cao nhất ngày trong khoảng 32 tới 34 độ. Các tỉnh từ Bình Định vào đến Bình Thuận, mức nhiệt cao nhất ngày dao động từ 31 đến 32 độ. Đối với thành phố Đà Nẵng, ngày hôm nay, thời tiết phổ biến khô ráo, nắng lên từ khá sớm. Càng về trưa chiều thì cường độ nắng càng tăng mạnh với ngưỡng nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức 34 đến 35 độ. Tuy nhiên đôi lúc có những cơn mưa ảo xuống bất chợt rồi nắng lại bừng lên ngay. Do đó quý vị nên chủ động mang theo bên mình áo mưa mỏng để đề phòng khỏi bị ướt. Xuôi về phương Nam, hôm nay mưa dông được dự báo sẽ gia tăng trở lại tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiều điểm có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, do đó thời tiết sẽ không thuận lợi cho các hoạt động giao thông và ngoài trời của người dân vui Tết Trung Thu. Cùng chung xu thế thời tiết chung của Nam Bộ, sáng và trưa nay, thành phố Hồ Chí Minh có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày ở mức 31 độ. Từ khoảng 14 giờ cho đến tối thì mưa dông sẽ kéo đến, do đó các hoạt động phá cỗ đêm rằm nên tổ chức trong khu vực có mái che để không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Do ảnh hưởng của giải thấp bị nén yếu bởi bộ phận không khí lạnh yếu đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió ở mực 1.500m, nên từ chiều tối và đêm qua đến sáng nay, khu vực đã có mưa dông xuất hiện. Dự báo trong hôm nay, thời tiết sẽ có kiểu mây thay đổi đến nhiều mây, mưa dông có thể xuất hiện bất chợt. Một số nơi cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Ban ngày thì trời vẫn có lúc nắng, nhưng do có mây nhiều nên nắng chỉ diễn ra gián đoạn và nhiệt độ thì cũng giảm hơn so với những ngày trước đó. Mức cao nhất ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ phổ biến là dưới 34 độ. Các tỉnh phía Bắc của miền Trung, đặc biệt là khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, do tác động của dải mây dông ở phía Bắc nên ngày hôm nay cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trong ngày cũng có xu hướng giảm nhẹ so với những ngày qua và phổ biến trong khoảng từ 30 đến 34 độ. Trong khi đó, các tỉnh còn lại của Trung Bộ trong hôm nay do hệ thống gây mưa đã giảm hẳn nên thời tiết phổ biến là ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và dông nhưng lượng mưa là không nhiều, diện mưa không đồng đều và kết thúc nhanh. Hệ thống gây mưa lớn trên diện rộng trong những ngày qua tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng đã suy giảm. Trong hôm nay, khu vực này chỉ chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Vì vậy, thời tiết trong ngày sẽ phổ biến là nắng gián đoạn, với nhiệt độ ban trưa dao động từ 29 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ với khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm nay, ngày 1 tháng 10, mưa dông tại các khu vực này sẽ có xu hướng tăng hơn về cường độ. Quý vị và các bạn cần lưu ý đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông như là tố lốc và gió giật mạnh. Tại thủ đô Hà Nội sẽ nhiều mây hơn, mưa có khả năng xuất hiện nhưng với lượng là không nhiều và kết thúc trong thời đoạn ngắn. Trong ngày khu vực vẫn có nắng nhưng cường độ nắng thì không quá mạnh nên mức nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến trong khoảng 30 đến 33 độ. Thời tiết vẫn khá thuận lợi cho hoạt động sản xuất và lưu thông. Là thành phố gần biển nên thời tiết Hải Phòng sẽ có nền nhiệt thấp hơn so với các tỉnh nằm sâu trong đất liền. Nền nhiệt độ trưa chiều sẽ phổ biến trong ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Dải mây dông cũng sẽ tác động đến khu vực Hải Phòng và có lúc mưa, nhưng không nhiều. Mưa với lượng không nhiều và nền nhiệt độ thì giảm không quá mạnh, nhưng chúng ta cũng cần chú ý giữ sức khỏe, đặc biệt là các em nhỏ đang trong giai đoạn chuyển mùa.
Đến với thành phố Đà Nẵng, hôm nay thời tiết khu vực sẽ khô ráo, có nắng từ khá sớm nhưng nhiệt độ vào thời điểm sáng sớm thì chỉ ở mức từ 26 cho đến 27 độ. Càng về trưa chiều thì cường độ nắng sẽ càng tăng mạnh, với ngưỡng nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức từ 32 đến 34 độ. Thời tiết chuyển sang trạng thái nắng nhiều hơn nên nếu phải sử dụng điều hòa thì quý vị cần đặc biệt chú ý điều chỉnh nhiệt độ thích hợp để đảm bảo sức khỏe. Do ảnh hưởng của hình thế gây mưa tại khu vực Nam Trung Bộ đã suy giảm nên trong hôm nay, thời tiết Nha Trang sẽ có nhiều nắng hơn trong ngày, với mức nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng 31 đến 33 độ. Thời tiết nhìn chung là vẫn thuận lợi cho hoạt động dân sinh và du lịch. Thời điểm mưa nếu có xảy ra thì cũng tập trung vào thời điểm chiều tối nhưng sẽ kết thúc nhanh. Cùng chung xu thế với các tỉnh Nam Bộ nên trong hôm nay mưa giảm hơn ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Đà Lạt nói riêng. Ban ngày ít có khả năng xuất hiện mưa và ngày có nắng yếu, mưa dông có thể xuất hiện trở lại vào thời điểm chiều tối và đêm. Do ban ngày có lúc có nắng nhẹ nên mức nhiệt cao nhất ngày sẽ trong khoảng 24 đến 25 độ. Lưu ý với du khách lần đầu đến Đà Lạt thì cần chuẩn bị cho mình những chiếc áo ấm nếu có ý định đi dạo vào buổi sáng sớm vì nền nhiệt độ lúc này cũng chỉ khoảng từ 16 đến 18 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay trường gió Tây Nam chỉ ở mức trung bình và ban ngày thì trời có nắng, khả năng mưa thì sẽ không cao. Tuy nhiên vào thời điểm chiều và tối đêm thì mưa dông sẽ có xu hướng xuất hiện trở lại. Do ban ngày khu vực có nắng nên ngưỡng nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến ở mức từ 31 đến 33 độ. Do nhiều ngày có mưa, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho muỗi và các côn trùng gây bệnh phát triển. Vì vậy, người dân cần chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường sống, khai thông cống rãnh, tránh để tồn đọng nước ao tù xung quanh nhà. Ngoài ra, khi tham gia giao thông thì còn tránh những tuyến đường trũng thấp, dễ bị ngập úng cục bộ, đặc biệt là thời điểm chiều tối.